Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cặp thi đấu tiếp theo trong ngày hôm nay. Anh Phạm Quốc Hương đang mang áo màu đỏ và anh Tôn Thất ở Nhật Tân đang mang áo màu xanh. Và câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh Quốc Hương, hiện nay anh Quốc Hương đang sinh sống tại đâu ạ? Tôi sinh sống ở Hà Nội, nghề nghiệp của tôi là thi đấu cờ chuyên nghiệp. À, vâng, và ngày hôm nay đến đây và trong trạng cờ đất Việt thì cái mong muốn lớn nhất của anh là gì? Tôi muốn thi đấu hết mình và đoạt giải. Vâng, câu hỏi tôi muốn dành cho anh Quốc Hương, trạng cờ quý tị 2013 là một người đã giành ngôi vô địch vào năm đó và đến đây với chương trình trạng cờ đất Việt thì cái tâm lý của anh như thế nào và cái cảm xúc thi đấu ra sao? Cảm xúc là do tôi đã từng thi đấu rồi nên là cảm xúc của tôi vẫn bình thường. Do thi đấu từ quốc gia từ năm 94 nên là tôi và anh Tân là cũng hiểu nhau khá rõ. Trận đấu gần nhất thì là mới cách đây khoảng một tháng ở giải, cũng giải ngôi sao quốc tế ở Linh Bình này. Câu hỏi tiếp theo dành cho anh Tôn Thất Nhật Tân. Vâng, anh đã bước chân vào con đường thi đấu cờ tướng lâu chưa và anh đã từng trải qua những cuộc thi như nào? Anh có thể chia sẻ được không? Tôi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1996 và hiện nay tôi là huấn luyện viên kiêm vận động viên thành phố Đà Nẵng. Và tôi có những cái thành tích cũng tương đối nhiều nhưng mà tôi không tiện kể hết được. Cho nên như năm vừa rồi tôi được đạt giải vô địch các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015 và giải huy chương bạc đồng đội châu Á, huy chương đồng đội thế giới. Và tôi đến đây với tư cách là một trong 8 hàng đầu của giải trạng cờ năm nay của cả nước. Và tôi sẽ thi đấu hết mình và cống hiến. Bước vào thi đấu với kỳ thủ Phạm Quốc Hương, kỳ thủ được giới hâm mộ gắn cho cái biệt danh là kỳ vương đất Bắc. Trên tâm lý của tôi thi đấu hết sức cẩn thận và tôi đánh giá đối thủ của tôi anh Phạm Quốc Hương là rất cao. Tôi có những cái người anh em, người bạn cờ ở cái quê của tôi thì người ta đặt, đương nhiên người ta đặt niềm tin vào tôi rất nhiều. Và tôi cũng xin thi đấu hết mình để gửi tặng cho các anh em bằng hữu ở cái miền nơi mình ở. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai anh và chúc hai anh sẽ có một trận thi đấu thật hết mình. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Các bình luận viên Doãn Hữu Bình và Phạm Thanh Trung xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đến với trận đấu thứ 2 của bảng B của vòng chung kết trạng cờ Việt năm 2015 giữa hai kỳ thủ Phạm Quốc Hương đến từ Hà Nội và Tôn Thất Nhật Tân đến từ Đà Nẵng. Trận đấu được sự điều hành của trọng tài Nguyễn Đình Hoàng diễn ra tại khách sạn The Ritz Hotel, thành phố Ninh Bình. Trong trận đấu này thì theo bắt thăm thì anh Phạm Quốc Hương cầm quân đỏ đi trước và kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân mặc áo xanh cầm con xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp, các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel, thành phố Ninh Bình. Và xin trân trọng và vui mừng giới thiệu quý vị khán giả, người ngồi bên cạnh tôi là anh Doãn Hữu Bình, một bình luận viên rất quen thuộc và là một nhà chuyên môn của cờ tướng Việt Nam. Xin chào anh Doãn Hữu Bình. Vâng, xin chào anh Phạm Thanh Trung, xin chào quý vị khán giả của chương trình Trạng cờ đất Việt. Trở lại với trận đấu thì chúng ta biết rằng là kỳ thủ cầm quân đỏ là Phạm Quốc Hương, chính là đương kim trạng cờ quý tị năm 2013. Trong khi đấy đối thủ của anh là Tôn Thất Nhật Tân, hiện là tuyển thủ quốc gia. Anh là nhà vô địch của giải cờ tướng đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015. Bởi vậy đây là một trận đấu được hứa hẹn sẽ diễn ra rất là hấp dẫn. Phạm Quốc Hương là một trong những cánh chim đầu đàn của cờ tướng Hà Nội. Trong khi ấy Tôn Thất Nhật Tân là kỳ thủ được đánh giá rất cao và đã nhiều lần tham gia đội tuyển quốc gia.
Ông, và ở trong các cuộc chạm trán đối đầu trước đây thì khi mà cách đây vài năm thì anh Phạm Quốc Hương thường không có được kết quả tốt trước anh Tuấn Nhật Tân. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhất là tại giải cờ tướng Ninh Bình Open năm 2015 cũng diễn ra tại The Ritz Hotel, thì anh Phạm Quốc Hương đã có một ván đánh có thể nói là tuyệt hay khi hậu thủ thành công trước nhà đương kim đấu thủ mạnh toàn quốc. Và ngày hôm nay trong trận chiến mà trong trận đầu tiên của anh ra quân tại vòng B, vòng đầu tiên của bảng B, tôi xin giới thiệu lại bảng B bao gồm Tôn Thất Nhật Tân, Phạm Quốc Hương, Võ Minh Nhất và Trương Á Minh, đều là những cái tên tuổi có thể nói là nổi sóng như cồn trong làng cờ đất Việt. Và trong ngày hôm nay thật là hạnh phúc khi được ngồi đây, được ngồi trên cabin bình luận với người anh của tôi, cũng là người bạn cờ, và cùng đối diện với quý vị khán giả để chúng ta cùng theo dõi nước cờ đỉnh cao đến từ những kỳ thủ được chờ đợi nhất. Với lợi thế cầm quân đỏ đi trước thì Phạm Quốc Hương đã đóng pháo đầu và Tôn Thất Nhật Tân đối phó bằng bình phong mã. Hiện thời đã diễn ra khoảng gần 10 nước đi với khai cuộc là pháo đầu thất binh đối bình phong mã. Vâng, một khai cuộc pháo đầu thất binh đối bình phong mã hiện đại và anh Hương đi thất lộ ngựa. Và ngay lập tức thì anh Tôn Thất Nhật Tân tỏ rõ là cái cầu biến ở trong cái trận đấu lần này, và các bạn hãy nhìn xem rất hấp dẫn. Vừa rồi nước ấn tốt để mời buộc phải thúc tốt lên, sau đó thì giật tốt về bắt mã với mưu cầu quật vào tốt đầu. Đó là tôi để đánh giá đến đây là xanh đã phản tiên. Tuy nhiên anh Phạm Quốc Hương thì đặc biệt mạnh như các bạn đã biết, và anh là một người được mến mộ có thể nói là hàng đầu tại Việt Nam thời điểm hiện tại, nhất là các kỳ thủ ngoài Bắc, những kỳ thủ ngoài Bắc yêu mến anh từ trạng cờ Quý Tỵ năm 2013 và Kỳ Vương Đất Bắc năm 2011 ở trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đại. Và anh cũng là một cái tên tuổi rất là gần gũi khi thường xuyên tham gia các giải đấu làng xã tại đầu năm, thưa anh Bình. Và những cái giải đấu đó thì diễn ra tại Bắc Ninh, tại Hải Dương, tại Hưng Yên và tại những cái địa phương rất là yêu cờ tướng. Và anh Hương thường xuyên giành những ngôi vô địch trước những rất đông đảo quần hùng. Và không phải một cái... một tại làm sao mà rất nhiều người bạn khán giả phương Nam hỏi tại sao là người phương Bắc lại có thể quan tâm và yêu mến anh Phạm Quốc Hương đến như vậy, thì rất đơn giản thôi, anh Hương là bạn bè của những người yêu cờ. Anh Hương tham gia đến tận làng người ta chơi đi những cái quãng đường rất là xa và cống hiến nước cờ hay, do vậy mà cái thành công của anh Hương rất được hưởng ứng. Có thể nói rằng là hai kỳ thủ này mỗi người có một cái bản sắc riêng. Nếu như anh Trung vừa giới thiệu, anh Phạm Quốc Hương là một kỳ thủ giao lưu tham gia rất nhiều các cái sân chơi làng xã, thì anh Tôn Thất Nhật Tân lại là một kỳ thủ có thể nói là mang cái phong cách rất chuyên nghiệp. Tôn Thất Nhật Tân hiện nay vừa là huấn luyện viên vừa là vận động viên của đội tuyển cờ tướng Đà Nẵng. Và rõ ràng với những cái thành quả đã đạt được ở các giải quốc gia thì Tôn Thất Nhật Tân và Phạm Quốc Hương, Tôn Thất Nhật Tân xứng đáng được coi là một ứng cử viên tại giải đấu này. Mặc dù là trước đây thì cũng có những cái trận đấu thua Phạm Quốc Hương, và trước nữa thì Phạm Quốc Hương lại hay thua Tôn Thất Nhật Tân. Cho nên tới thời điểm này cũng có thể nói rất là khó để mà có thể dự đoán được là cái diễn biến trận đấu sẽ đi về đâu. Hiện thời thì bên xanh đã vật pháo vào, đang có nước chiếu tướng. Và tất nhiên nếu như mà bên đỏ lên sĩ thì bên xanh sẽ ăn mã lên mã 5 và hơn cây. Vâng. Tôi nghĩ là đến bây giờ thì nhiều khả năng nhìn thoáng qua bàn cờ thôi thì đỏ sẽ đi xe 4 mình 5 là một phương án mà để không phải mất cây. Tôi xin giới thiệu một lần nữa đến thể thức thi đấu của vòng chung kết trạng cờ Việt với 6 kỳ thủ nổi tiếng đến từ ba miền. Thì nhà tài trợ The Ritz Hotel quyết định mời anh Vũ Văn Tuyến, người đạt hạng 4 của trạng cờ miền Trung, và nhà tài trợ Khóa Việt Tiệp, nhà tài trợ chính, quyết định mời anh Võ Minh Nhất. Và trong cái trận đấu đầu tiên thì các kỳ thủ đại diện cho các nhà tài trợ đều có bàn đấu rất hay, và tuy nhiên có những kết quả khá khác nhau. Trong cuộc đối đầu với Trần Nga Sáng thì anh Vũ Văn Tuyến thì đã dính một cái những cái nước cờ rất hay của Trần Nga Sáng và thua.
Như vậy là hai bên vừa mới thực hiện một cái nước đổi quân. Và tới đây thì theo tôi bên xanh sẽ củng cố lại đội hình bằng cách lên tượng. Thể thức của vòng chung kết thì là 8 kỳ thủ nổi bật nhất sẽ chia làm 2 bảng và sẽ đấu vòng tròn một lượt. Ở trong những cái trận đấu này thì sẽ có những kết quả hòa. Tôi xin lưu ý, ở trong những cái trận đấu đối đầu trực tiếp thì chúng ta thường xem thì nếu hòa sẽ chơi cờ nhanh. Tuy nhiên trong trận đấu vòng bảng chấp nhận những kết quả hòa và áp dụng cái hệ số vòng tròn để xác định hai kỳ thủ đứng đầu sẽ đấu chéo tranh bán kết, và những người chiến thắng bán kết thì sẽ tranh trận chung kết danh giá của chặng cờ đấu Việt 2015, và đương nhiên những người thua vẫn còn cơ hội trên cái vị trí 34, những cái giải thưởng rất lớn từ ban tổ chức. Xe 5 bình 4 chiếu tướng. Tôi nghĩ là sau nước chiếu này sẽ là nước xe 4 tấn 4 để tạm thời khống chế tầm hoạt động của con pháo 7 đang rất là mạnh của bên xanh. Trong trường hợp mà nếu mà pháo 9, pháo 7 bình 9 thì sẽ không còn đe dọa lộ 7. Chúng ta phải tính như đấy là bên xanh sẽ lên tượng và khi ấy nếu ấn bắt pháo thì sẽ pháo thoái 1. Vâng. Do vậy mà tôi đang muốn lưu ý là ở trong trường hợp là lên con tượng nào cũng phải tính toán. Chúng ta để ý thêm về hình cờ hiện tại thì bên xanh đang có quân mã ở lộ 8 để uy hiếp tốt ở lộ 3 của bên đỏ. Và các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết chặng cờ đấu Việt 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của chặng cờ đấu Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đại. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Vâng, sau khi đi nước tượng 7 tấn 5 thì ý đồ khóa tượng của anh Hương chắc chắn là sẽ cần phải xem xét lại. Hiện thời như các bạn đã thấy thì bên đỏ đang có một chút ưu thế ở trung lộ. Tuy nhiên cái ưu thế này thì không lộ rõ và có thể là được bên xanh hóa giải được. Và cái cánh phải của bên đỏ tôi cảm giác đang bị đe dọa rất là lớn. Thời gian dành cho anh Phạm Quốc Hương là còn 17 phút, thời gian của anh Tôn Thất Nhật Tân là 22 phút. Tôi cũng tương đối ngạc nhiên khi anh Hương quyết định chọn phương án pháo độc. Vâng, thực ra Phạm Quốc Hương là một kỳ thủ nổi tiếng với lối chơi cờ đứng, và anh thường là chọn những cái đấu pháp là phòng thủ chặt chẽ và tổ chức phản công khi mà đối phương phạm phải sai lầm. Thực ra trận đấu này là trận đấu của những hàng phòng thủ của Catenaccio. Tôi xin lan man thêm theo bóng đá một chút. Thì những hàng phòng thủ chứ danh của Ý thì như các bạn đã biết, anh Tôn Thất Nhật Tân có biệt danh là Đông Hải Thạch Nhân, có nghĩa là người đá ở Biển Đông. Thì có một cái lối chơi mà phòng ngự có thể nói là cực kỳ kín kẽ. Tôi nhớ vào năm 2011 khi có mặt ở Sài Gòn, thời điểm đó danh thủ hàng đầu của chúng ta là Nguyễn Thành Bảo vẫn còn chơi rất là nhiều. Thì anh Bảo có trong lúc trà dư tử hậu có nói chuyện với tôi là nếu Tôn Thất Nhật Tân mà đi phi tượng thì đi tiền phi tượng thì chắc là khỏi ăn, cố gắng mà đánh hòa thôi. Nói như vậy thì một câu nói vui của anh Nguyễn Thành Bảo nhưng cũng phần nào nói lên cái sự cảm phục của anh Bảo dành cho anh Tôn Thất Nhật Tân về khả năng chơi trung tràng. Anh Phạm Quốc Hương thì như các bạn đã biết, thực ra thì ngoài cái lối cờ đứng như anh Bình đã phân tích thì anh Phạm Quốc Hương cũng có đặc điểm mà cái cọ sát ở các giải thi đấu quốc gia không nhiều bằng anh Tôn Thất Nhật Tân. Do vậy mà các cái cập nhật về khai cuộc ấy, của anh Phạm Quốc Hương thì không được tốt. Như tôi mới biết là thời gian gần đây thì anh Hương cũng không còn trong danh sách của đội tuyển cờ tướng Hà Nội nữa. Do vậy mà cái điều kiện đi thi đấu quốc gia quốc tế là gần như là đã tắt hẳn. Như vậy thì cái việc mà cập nhật các cái biến thường xuyên rõ ràng là một điểm yếu của anh Phạm Quốc Hương. Do vậy mà tôi thấy rất làm lạ khi mà anh Hương chọn được phương án này. Vâng, thực ra chúng ta cũng cần lưu ý đây là một cái cuộc giải đấu mà các kỳ thủ thi đấu bằng thể thức cờ nhanh. Cho nên nếu như mà chơi tấn công và làm cho đối phương gặp phải khó khăn thì chắc chắn là cũng sẽ gây được rất là nhiều cái áp lực và có thể khiến cho đối phương phạm phải sai lầm. Lưu ý rằng cờ nhanh là nó rất là khác biệt. Cho nên là cái cách chơi là cũng một phần nào đấy là do các kỳ thủ lựa chọn. Ví dụ gặp đối thủ khác thì có thể là chơi một cái đấu pháp khác. Còn như Tôn Thất Nhật Tân mà nếu như mà thực ra Phạm Quốc Hương là mạnh về rau dưa,
Đấy, chúng ta nói vui là như vậy. Thế nhưng mà Tôn Thất Nhật Tân thì cũng cực mạnh về cái lối chơi đó. Cho nên là nếu như mà chỉ chọn cái lối rau dưa thì tôi nghĩ rằng là không phát huy được cái điểm mạnh của lợi thế đi tiên. Thế là chính vì vậy có lẽ là Phạm Quốc Hương đã quyết định là chơi một cái lối đánh tấn công và nhằm gây một cái áp lực nào đó về mặt tâm lý. Vâng, chắc chắn là tôi rất hài lòng với cái sự lựa chọn của anh Phạm Quốc Hương. Như các bạn đã thấy, nếu như vừa rồi đến bên đỏ mà đi xe 98 lập tức bên hậu sẽ đi xe 1-2, kiểu đó sẽ bị cô cây. Ở trong trường hợp này thì cặp mã của bên xanh rất là đẹp và tôi đồ rằng bây giờ nước tiếp theo sẽ là pháo 8-3 buộc pháo 8 phải thoái 7. Như vậy thì tạm thời cái áp lực sẽ bị giảm bớt vào chính xác và anh Hương có thể mở ra tấn công ở trung lộ. Trận đấu đang diễn ra rất là hấp dẫn. Thực ra bên xanh thì ở cái thế phòng thủ nhưng mà luôn tiềm ẩn cái khả năng phản công. Chúng ta thấy rằng là tuy rằng pháo mã trùng ở lộ 7, thế nhưng mà mã xanh thì lúc nào cũng có thể nhảy thẳng lên ngũ và bắt đầu là tấn công ngay. Thậm chí con tốt 7 thì cũng có một cái đường thí. Nên là đây là một cái thế trận mà thực ra là đối công. Bên sau cái nước nhảy mã vừa rồi của bên đỏ thì bên xanh có thể sẽ chơi xe 2 tiến 4 để tạo thêm cái sức mạnh ở trên hà. Và tôi xin lưu ý với quý vị khán giả là những người cầm quay bên xanh, danh thủ Tôn Thất Nhật Tân, đương kim vô địch đấu thủ mạnh quốc gia, một cái ngôi vô địch có thể tương đương với vô địch hàng đầu Việt Nam, và người cầm quân bên đỏ là đương kim vô địch trạng cờ quý tị của chúng ta, anh đang bước vào trận đấu đầu tiên để vào chung kết, bảo vệ danh hiệu vô địch danh giá của mình trước hàng loạt các cái danh thủ đến từ toàn quốc. Chúng ta để kể đến Trương A Minh, Trần A Sáng, Trần Văn Ninh và rất nhiều kỳ thủ mạnh khác. Vâng, thật sự là một trận đấu đỉnh cao. Và nếu như mà hôm nay tôi có bình luận hơi hưng phấn quá thì mong quý vị hết sức thông cảm, bởi vì một trận đấu này thì quả thật là không thể bình luận một cách nguội được. À, như vậy là bên xanh đã chơi xe 8 tấn 3, cũng là đón trước cái nước nhảy của mã. Bên đỏ theo tôi là sẽ chuẩn bị khởi động con xe ở cánh trái, có thể xe tiến 1 hoặc tiến 2 để chuẩn bị bình vào lộ 6. Tuy nhiên sau 8 tiến 3 thì cũng đã phục trước rồi và sẽ bình sang lộ 4 để phục trước cái nước xe, phong tỏa cái con xe ở cánh trái của bên đỏ. Tôi nghĩ là vừa rồi là anh Phạm Hương đi những trùng cuộc rất hay và sắc sảo. Vì như các bạn đã, như chúng tôi vừa phân tích là xanh phản tiền ở trong một cái thời điểm nào đó cách đây vài ba nước, và bây giờ thì đỏ đã có thế công của mình và tôi cổ vũ cho phương án xe 9-1. Xe 9-2 thì nếu như bị xe 8-4 thì cái tầm hoạt động của xe sẽ kém. Xe 9-1 thì sẽ rất là rộng xe, rộng đường xe. Tôi xin chia sẻ với quý vị khán giả một chi tiết bên lề là miền Bắc đang bước vào một cái thời kỳ giá lạnh nhất trong năm. Và tôi đã nhìn thấy những anh em quay phim hỗ trợ đang phải rất là lạnh. Và lại còn nhớ lại đến cái lúc mà chúng tôi cùng các bạn thi đấu tại giải trạng cờ khuôn miền Bắc. Khi đó thì trong không khí Hồ Sen thực sự là nóng bức. Và cái giải đấu của chúng ta có thể nói là cực kỳ dài ngày, diễn ra từ tháng 7 dương lịch cho đến thời điểm hiện tại, có nghĩa là từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016. Và để có được cái điều này, để có được giải đấu hấp dẫn này, đến bây giờ giải đấu trong cực kỳ lạnh giá mà càng ngày càng nóng lên, để có được cái điều này thì có sự hỗ trợ rất lớn của các nhà tài trợ, có sự ủng hộ của quyết tâm của anh em kỹ thuật, các đội ngũ chuyên môn, các kỳ thủ và đặc biệt quan trọng nhất là những khán giả yêu quý của chúng tôi. Chính sự cổ vũ của các bạn đã khiến cho chúng tôi có thể vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể truyền tải những ván đấu hay nhất của trạng cờ nước Việt 2015 đến với quý khí Thắng Quốc. Một lần nữa xin qua sóng truyền hình xin trân trọng cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Thời ván đầu đang diễn ra rất là hấp dẫn và bên đỏ vừa mới nhảy mã 6 tiến 4 để tấn công vào con pháo ở lộ 7 của bên xanh. Anh Hương quyết định là chưa đưa xe ra mặt trận.
tướng xuất 5-4. Nước cờ vừa xuất tướng tránh đường công vừa đe dọa chém sĩ, hiện thời là đang bắt cục đấy ạ. Bên đỏ tôi nghĩ sẽ lên sĩ thôi, lên sĩ để vừa thủ vừa công, sẽ mượn đường để có căn cho con pháo để từ pháo 5 có thể bình 6 chiếu tướng. Cái nước đi của bên xanh cũng là nước đi hai mục đích. Nước thứ nhất thoát tạm thời thoát khỏi tầm chiếu của mã, nước thứ hai phản công ngay. Nước đi hai mục đích, một nước này cũng đáng rất là đáng ghi nhận. Và nước cần phải học hỏi. Bây giờ vấn đề sẽ là lên sĩ nào. Lên sĩ 6 thì tượng 3 cần phải tính toán. Lên sĩ 4 thì đề phòng nước về lâu về dài, đề phòng nước pháo 7 có thể bình 6. Vừa rồi thì rất nhiều người gọi điện với tôi hỏi tại sao trên KB bình luận mà lại thầy Hoàng Đình Hồng bình luận rất hay rồi anh Doãn Hữu Bình rồi, tại sao mà lại không có mặt, thì tôi xin được thông báo là thầy Hoàng Đình Hồng ngoài cái việc thầy là huấn luyện viên còn là huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia, anh Bình cũng rất là bận rộn. Tuy nhiên tôi xin được vui mừng thông báo vòng chung kết này tôi đã rất thành công khi mời được hai nhà bình luận viên hàng đầu Việt Nam hiện thời về cờ tướng đến để phục vụ quý vị khán giả. Những người thổi lửa cho phong trào cờ Việt Nam đều đã có mặt để tiếp đông đủ tại mảnh đất Ninh Bình, một địa chỉ đỏ, một địa chỉ rất mới, tuy nhiên là rất là phát triển, có rất nhiều đóng góp cho phong trào cờ tướng toàn quốc. Rõ ràng đây là một cái tình thế mà bên xanh phải suy tính rất kỹ. Bên đỏ đang phục nước bình pháo chiếu và ăn pháo. Nếu chạy pháo 7 bình 6 thì cũng có thể vẫn bị bình pháo chiếu và mã 4 tiến 3 bắt pháo. Chúng ta thấy là Phạm Quốc Hương đã quyết định là chậm ra con xe ở cánh trái để tổ chức tấn công ngay bằng xe pháo mã. Vì với cái hình cờ hiện tại thì rõ ràng bên đỏ đang có một cái cơ hội gây khó khăn cho bên xanh. Vừa rồi chúng ta thấy là bên xanh đã chơi nước xe 8 tiến 3 thay vì xe 2 tiến 4 thì có cảm giác là tạo cái điều kiện cho quân mã xông lên và tấn công trước. Chính vì vậy cho nên là bên đỏ đã chậm phát triển con xe ở cánh trái để mà tấn công ngay, chơi mã 5 tấn 6 ngay. Chứ nếu chơi xe 2 tấn 4 thì con mã ấy chưa thể tiến lên được. Và rõ ràng chúng ta cùng chung một nhận xét là đỏ đang chiếm lại ưu thế. Và cái này xuất phát từ nước pháo 8 tấn 5 của anh Phạm Vương. Nước cờ tôi đánh giá nước cờ mang tính bản lề của trận đấu. Tới đây nếu bên xanh chơi pháo 7 bình 6 thì bên đỏ có thể sẽ chơi mã 4 tấn 3 để bắt pháo. Không thể chơi pháo 5 bình 6 vì sau đó thì bên xanh sẽ có nước ăn thẳng vào pháo và đổi quân, lời một quân. Nước cờ có thể nói cực kỳ khó xử lý. Các bạn đang xem trận cờ trong khuôn khổ bảng B của vòng chung kết trận cờ đối Việt năm 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni Fanse Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem.
sĩ 5 tuyến 6 chăng? Đương kim địch đang có những nước đi có thể khởi đầu cực kỳ chắc chắn trên con đường bảo vệ chức vô địch danh giá trước hàng loạt các danh thủ hàng đầu quốc gia. Vâng, một nước đi nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, mã 7 tấn 5. Khi bị bắt cây thì thông thường các kỳ thủ có rất nhiều phương án giải quyết. Một là bắt lại cây tương đương và hoặc có giá trị cao hơn. Hai là giữ, ba là chạy cây và bốn là bỏ cây lên lấy thế công. Và danh thủ Thừa Tân quyết định chọn phương án đầu tiên. Mã 7 tấn 5 bắt xe, xe 4 bình 5, sĩ 5 tấn 6. Bây giờ nếu bên đỏ vật pháo lên mã thì sẽ lấy được một cây trước. Chúng ta hãy cùng xem bên đỏ xử lý như thế nào. Bay tượng ạ. Vâng, tôi vừa nghĩ đến nước bay tượng. Tôi nghĩ là khó khăn đang đến với tôi thế nhà Tân rồi. Không phải ngẫu nhiên gì mà Phạm Quốc Hương được nhiều người hâm mộ đến như vậy. Những cái đường cờ của anh thì quả thật là luôn luôn rất đáng được ngưỡng mộ. Đây, bên xanh đã chọn giải pháp là bỏ trước lấy sau. Hiện nay đang phục nước pháo 7 bình 5, bắt xe và bắt pháo. Nếu chạy xe thì ăn pháo. Và nếu vật pháo ra thì sẽ bị xe chém thẳng xuống sĩ chiếu cục. Hiện nay Phạm Quốc Hương đang cũng phải suy tính vì nếu như mà để lấy lại cây thì tình thế cũng chưa biết thế nào. Tôi đề xuất phương án pháo 5 tấn 3. Pháo 5 tấn 3, bên xanh vẫn có thể bình pháo vào lộ 5. Bình pháo vào lộ 5 lại vừa bắt cục vừa bắt mã. Tôi thấy là đúng là một danh thủ như Tôn Thất Nhật Tân thì cũng có nhiều cái nước đi mà cũng rất là khó lường. Nước bỏ trước lấy sau này cũng là một cái cao chiêu, tôi cho rằng như vậy. Tôi nghĩ là phải chấp nhận một cái giải pháp là lên tượng để bình pháo vào thì bật pháo ra biên. À, anh Hương đã quyết định lên tượng 7 tấn 5. Phải như thế thì sẽ an toàn hơn, chứ nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm, có thể bị phản đòn ngay đấy. Bật pháo ra biên ạ. Vâng. Bỏ lại mã. Giờ sẽ là pháo 1 tấn 3 hoặc giật về. À, pháo 1 tấn 3 bắt sĩ. Nước ghim pháo xuống là cũng để tránh đối phương lên tượng chóc xe, rồi sau đó ấn xe xuống cửu để bắt tượng. Sau khi lấy lại quân thì bên xanh đã quyết định vào tướng để củng cố lại đội hình.
Chúng ta thấy là trong khó khăn thì những danh thủ luôn tìm ra được những cái giải pháp để mà giải quyết. Vừa rồi thì Tôn Thất Nhật Tân đã có một cái nước bỏ cây, bỏ trước lấy sau, khá là sâu. Và rõ ràng là cũng đã gây nhiều khó khăn cho Phạm Quốc Hương sau khi là ăn được quân, tưởng là ăn được quân chắc rồi, cuối cùng vẫn phải bỏ lại. Vừa rồi là nước vào tướng là một nước nguội, để sau đó thì sẽ lên tượng bắt xe. Nếu xe ăn tượng thì sẽ bình xe bắt pháo. Rõ ràng là tránh cái nước là bình xe chiếu để giải thoát cho con pháo. Thì là bên xanh đã vừa vào tướng tránh cái nước phản của bên đỏ, vừa chuẩn bị củng cố lại đội hình. Vừa rồi nếu như không lên tượng mà không vào tướng mà vội vã lên tượng ngay thì bên đỏ sẽ chém thẳng xuống tượng. Nếu bình xe bắt pháo thì xe có nước chiếu để giải thoát cho con pháo thì lúc đấy lại vỡ tượng. Vâng, Phạm Quốc Hương lại bỏ một con tốt trước. Ý đồ của bên đỏ rõ ràng là thí tốt này để mở xe lộ xe 9 bình 7. Bắt lại tốt, nếu như mà lên tượng thì xe cứ chém xuống tượng. Và nếu như bình xe bắt pháo thì xe sẽ ăn lên tốt để bắt cũng để mở thế đối công. Hiện nay là cũng rất là hấp dẫn. Con xe ở lộ 9 của bên đỏ thì tạm thời bị chậm ra cho nên là có lẽ là anh muốn thí trước để có một cái nước xuất xe bắt tốt, sau đó sẽ dâng xe lên ngang hàng tốt mình. Để tìm đường cho con xe có một cái nước ra chứ không thì cũng rất là bí. Dâng xe giữ tốt. Tiến xe lên lên ngang hàng tốt chăng? Rất khó chịu, nước thoái pháo căn lại con tốt của bên đối phương. Rất nhanh, là thời gian còn tương đối ít. Các bạn đấy tưởng như rằng là anh Tân sẽ mất sĩ nhưng không, sau một số nước đi thì anh đã làm tròn được hình cờ của mình. Nói thực sự với quý vị khán giả là lâu lắm thì tôi mới thấy anh Hương đi một cái ván cờ mà đầy hùng tâm như vậy. Và không hiểu lý do tại sao mà chỉ có ở trên ghế chạm cờ anh Hương mới có thể phát huy được hết điểm mạnh của mình. Tôi nói như vậy là tại sao? Bởi vì ở trên bình diện quốc gia thì thành tích cao nhất của anh Hương mới là thứ 5 giải đồng đội toàn quốc.
Trong khi đó, anh Tôn Nhật Tân đã từng đi thi đấu quốc tế là quốc tế đại sư và là đương kim lịch đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2015. Nhưng trong trận đấu này các bạn thấy là gần như không có một cái sự nào về chênh lệch đẳng cấp giữa hai kỳ thủ cả. Theo nhận định sơ bộ của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hoàng Đình Hồng, người đang có mặt tại cabin bình luận cũng đang ngồi cùng chúng tôi, thì ông Hồng cho rằng trận đấu này sẽ dễ có kết quả hòa. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhận định của ông. Một người mà kinh qua không biết bao nhiêu trận mạc với các học trò của mình, với các kỳ thủ yêu quý của mình, đem lại rất nhiều chức vô địch cho làng cờ tướng Việt Nam trên bình diện quốc tế, như ngôi vô địch kép của Việt Nam tại giải châu Á của Ngô Lan Hương và Nguyễn Hằng Lâm năm 2012, và mới đây là ngôi vô địch của giải trí vận hội thế giới của Nguyễn Hoàng Yến. Pháo tuyến 1 chăng? Hiện thời thì bên đỏ vẫn đang có thế công và bên xanh phải đỡ chính xác, nếu không thì sẽ khá là nguy hiểm vì hai xe và một pháo đang có cái thế phối hợp. Lần gần đây nhất khi đối mặt với nhau tại Ninh Bình Open 2015, anh Tôn Nhất Tân đi tiên đã thua Phạm Quốc Hương ở ván đấu mà anh Tân sau đó có phàn nàn với tôi rằng là do là chói địch chặt quá thì thành ra là quân địch dãy lại bàn cờ, được tấn công bão táp lại và bị thua ván cờ đó. Và trong trận đấu này thì anh Hương đang tìm cách để chói lại anh Tôn Nhất Tân. Toàn lực của bên đỏ đang tấn công và bên xanh thì tập trung phòng ngự. Các bạn hãy lưu ý đến con tốt 1 của anh Phạm Quốc Hương, hết sức lưu ý. Trong cái hình cờ mà hai bên sẽ cùng đứng theo kiểu như anh Bình hay nói là thái cực quyền thì sẽ là lúc mà tốt 1 tên ra tấn công, che bằng được. Xe 9-8 có thể là tốt 1-1. Thời gian đang còn tương đối ít. Bóng 1-3. Sau khi ấn xe lên hàng tốt với mưu đồ sẽ ăn hết hàng tốt và chuyển hai cặp xe để phòng ngự. Xe đi ngang có thể là đe dọa đấu một xe 6 tương đối khỏe của anh Phạm Quốc Hương. Vô cùng khó chịu. Tấn xe bác sĩ đang dọa đại đảo sư tâm. Có lẽ là lại giật xe 2 thoái 3 rồi. Không thì không cho bên đỏ bình pháo vào ngũ. Khá là nguy hiểm. 2 thoái 3 tôi lo rằng là anh Hương sẽ đi pháo 1-6, đe dọa ấn xe xuống rất là nguy hiểm. Tôi 1-1 trước. Tôi đã đoán trước là kiểu gì anh Hương sẽ tìm cách đưa được con tốt xa.
cuộc chạm trán cực kỳ thú vị. Vâng, nếu không đổi biến lại tấn xe lên hàng tốt thì ván cờ đi tới hình cờ hòa. Phút 50 giây đối mặt với 6 phút 06 giây, anh Tân đang ưu thế bây giờ. Quyết định ăn tốt, chấp nhận cho đối phương cắm pháo xuống. Bây giờ bên xanh phải tạo cái thế là hai xe liên kết, nhưng nếu không thì sẽ bị xe 9 bình 6 chiếu, ăn pháo chiếu tướng. Nếu ăn sĩ về thì sẽ mất con xe ở lộ 6. Tôi nghĩ là anh Tân sẽ phải đi xe 7 bình 6. Lúc đó thì tốt 1 sẽ tiếp tục tiến 1. Thì anh Tân vẫn còn một cái hướng là tốt 7 tấn 1. Một cái cuộc đua tốt. Giờ có hai phương án, một là xe 7 bình 6, hai là con xe ở lộ 6 phải tiến lên trên để tránh bị chặt vào pháo. Đây, cùng chờ xem Tôn Thất Nhật Tân sẽ đi lúc nào. Vâng, xe tiến lên. Quyền đánh hòa đang thuộc về anh Phạm Quốc Hương. Nếu không đổi biến thì chắc chắn là hòa rồi. Hãy cùng chờ xem Tôn Thất Nhật Tân sẽ xử lý như thế nào. Mặc dù anh Hương là đang kém giờ, nhưng mà anh Hương như tôi đã nói là được quyền đánh hòa. Tại vì gần như không có phương án khác dành cho bên xanh. Và một trận hòa ở trong một bảng đấu có thể nói là bảng tử thần đầy cao go, không phải là một cái kết quả gì đó có thể làm buồn lòng hai kỳ thủ. Ở đây mới là một trận đầu tiên thôi, cả hai kỳ thủ đều còn hai ván đấu nữa, và đấy sẽ là những cái ván đấu quyết định để xem ai sẽ là người được quyền đi tiếp. Hai bên đã lặp lại hai lần. Là bây giờ chọn đánh hay không đánh là do quyền của anh Hương. Hình cờ này cũng rất khó đánh đấy. Nếu như đánh trượt thì có khi là hỏng luôn cả ván cờ. Giải pháp an toàn nhất là trong cái thời gian chỉ còn có hơn 3 phút thì là xe 9 tiến 1 và xe 9 thoái 1. Hình cờ bước vào cái hình cờ bất biến, và trong 1-2 nước nữa thì trọng tài cũng có trọng tài bàn có thể xử hòa ngay được rồi.
Vâng, một trận đấu hòa và xin cảm ơn sự có mặt của anh Doãn Hữu Bình trên KB Bình Luận. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trận đấu hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.